bóng của nhạn hoa sẽ phai dần theo năm tháng, rồi đại dương sẽ sớm tìm được sự yêu thương. Tiếp tạ ơn chàng đã thương mà nặng lòng giới thiết, nhưng chàng ơi xin chàng hãy từ bỏ nhạn hoa, vì giờ đây tiếp nào khác chi là ác quỷ, thì làm sao cùng đại dương khuya sớm gần kề. Nhạn hoa, nàng nghĩ cho ta mà sao nàng không nghĩ cho thấu đâu? Nàng chỉ nghĩ nàng ra đi để ta quên nàng mà tìm vui bên người khác. Vậy sao nàng không nghĩ nàng đi rồi ta còn sống hay không? Nhưng đại dương ơi, nếu thiếp còn ở đây sẽ gây nhiều đàm tiếu rằng nhan phi của đại dương là quái nhân, là ác quỷ. Phải, nàng là quái nhân, là ác quỷ thì đã sao? Nàng vẫn mang trái tim nồng ấm của một con người. Vậy thì tại sao, tại sao nàng buộc ta phải từ bỏ nàng? Đại dương ta nắm trong tay quyền lực, ta yêu nhạn hoa hay yêu một quái nhân đó cũng là quyền ta quyết định. Đối với ta, nàng là lẽ sống, là lẽ sống, nàng có biết không? Chỉ cần nàng ở bên ta mãi mãi, đôi với ta đã mang nguyện trong đời. Thiếp biết tình của đại dương luôn là tình sâu nặng. Nên thiếp không thể nào làm gánh nặng cho đại dương. Vĩnh biệt, vĩnh biệt. Nàng đứng lại cho ta. Nàng, nàng không thương ta sao? Thiếp thương đại dương, thương nhiều lắm. Thương, thương mà nàng bỏ ta, nàng thương như vậy sao? Đại dương, đại dương ơi, lòng thiếp vẫn trước sau như một, nhưng thiếp không thể nào ở bên cạnh đại dương. Thiếp sợ cho chàng khổ lụy mà mà lạnh xa, thì đại dương ơi, sao chàng không khỏi bận lòng? Nếu chàng xót thương, tiếp xin chàng chấp nhận. Đừng níu giữ, đừng thương hại, hãy để nhạn hoa về lại rừng. Ta xin nàng hãy hiểu cho lòng của ta. Ta yêu nàng yêu từ trái tim, chứ không phải đắm say hương sắc của nàng. Nhạn hoa ơi, xin nàng ở lại, ta không muốn đời ta ân hận, vì hôm nay ta không giữ được nàng. Nếu nàng rời xa ta thì lẽ
sống ta cùng không còn. Thiếp xin chàng đừng lưu luyến, rồi chàng sẽ quên dần hình bóng của nhàn qua. Nát tim ta hỡi nhàn qua, đánh sao nỡ lòng. Bỏ mặc ta ở nơi đây, năm tháng nhớ thương. Thiếp xin chàng chớ bận lòng mà thương xót, chớ luyến lưu làm chi cánh hoa giờ đã tàn sắc hương. Trăm năm bia đá không phai, ta với nàng như bóng với hình, lưu truyền nhân thế. Tình của Bác Kỳ Phong và Bách Nhãn Qua cũng không theo thời gian mà dời đôi. Vậy nàng hãy cùng ta đi hết quãng đường còn lại, đừng để ta một mình đếm bước ôm nỗi nhớ thương. Nhìn về nơi núi rừng xa thẳm mà mong tìm bóng Nhãn Qua ẩn trong những áng sương. Ta không muốn mình ở đây rồi gục chết trong nỗi nhớ thương nàng. Dù hôm nay gương mặt nàng không còn như xưa, nhưng sẽ không có nhan sắc nào đẹp bằng trái tim nàng dành cho ta. Nàng đã mang đến cho ta nét đẹp từ trái tim, đẹp tâm hồn hòa vào ánh mắt. Vậy thì nỡ lòng nào nàng đi mà không ở lại, nỡ bỏ đại dương hiu quạnh ở nơi này. Ta đã nói hết lòng ta rồi, sao nàng không trả lời ta? Nhàn Qua, nàng đừng đi, có được không? Thiếp chịu thua chàng đó. Vậy từ nay nếu không được ta cho phép thì nàng không được rời ta dù là nửa bước, nàng nhớ chưa? Dạ thiếp nhớ. Nàng thấy không, muôn hoa hôm nay đều đua nở, chim hót vang, bướm đùa vui trong nắng, như đang múa hát mừng cho ta và nàng tình đẹp trăm năm, bách niên giai lão. Chàng kỳ quá à. Nhàn Qua, chàng đến đây bắt thiếp nè. Được, nàng sẽ biết tay ta. Thiếp không sợ chàng đâu, chàng đến đây đi. Đại vương, chàng đến đây bắt thiếp nè. Ta bắt được nàng rồi. À, thả thiếp xuống. Ta không thả đó. Không thả hả? Vậy ai mệt chưa biết à.
tất cả hãy tránh đường. Đám cưới của Chiêu công tử và Hồ tiểu thơ sắp đi ngang qua đây, hãy dẹp đường. Trời, hôm nay là ngày rước dâu, hôm nay Hồ Như Thủy sẽ cất bước theo chồng. Tên kia, hãy tránh đường cho công tử và tiểu thơ vào lễ Phật. Dạ, xin các ông làm ơn cho tôi nhìn đám cưới, rồi tôi sẽ đi ngay. Không được, đi ngay. Đi chưa thằng ăn mày, hay là muốn bị đòn? Thôi, đừng đánh người ta nữa. Ông cần tiền phải không? Đây, ông hãy cất giữ. Trời ơi, đau đớn cho ta, nàng đã xem ta như một kẻ ăn mày, cầm nén bạc trong tay mà dòng lệ tuôn rơi. Còn buồn nào hơn, ta đừng gấp gỡ mà chia lìa đôi ngả trong thương nhớ nghẹn ngào. Này này ông kia, người khách năng xin, dòng lệ ngập ngừng rơi. Bà ơi, tôi đứng đây để làm kẻ bàng quan, tiện đưa cô dâu theo chồng về xứ lạ. Vì suốt cuộc đời tôi chưa một lần hạnh phúc, nên ao ước được nhìn xem một đám cưới. Đời mình sao khốn khổ, cho đến giờ này mà vẫn mãi chịu cô đơn. Ngày lại ngày tôi sống kiếp lang thang, như chờ đợi ở tương lai một cái gì vô vọng. Chờ đợi xuân mà xuân không bao giờ đến, thế nên trời mãi khép đông cho sầu chất nắng sâu. Lời ông nói thật tình làm cho tôi khó hiểu. Tôi muốn biết ông là ai. Dạ thưa bà, tôi chỉ là kẻ ăn mày khốn khổ, đang cần bát vàng cơm máu để đổi sống với người ta. Ông ơi, những điều ông vừa nói ra chút gì mỉa mai chua xót. Tôi muốn biết rằng ông quen hay là sao, làm kẻ tiện đưa tôi cất bước theo chồng. Điều đó khiến cho tôi thêm rai rứt trong lòng. Tôi có nhiều nỗi khổ tâm không nói được, chồng nhưng không có hạnh phúc đâu ông. Vậy thì ông cũng đừng nên tiện đưa tôi, chỉ như thế chỉ làm tôi thêm nhớ đến người yêu cũ. Thà rằng cứ để tôi dẫm bừa lên kỷ niệm cho người được quên tôi, cho tôi cũng ngày xưa tôi cũng có một người yêu. Nàng đẹp lắm và nàng yêu tôi nhiều, nhiều lắm. Những định mệnh trái ngang, trò đời dấu bề đã làm
cho tôi và nàng mãi mãi xa nhau. Xin tiểu thơ hãy gọi tên tôi lần cuối, rồi lên kiệu cưới ra đi. Nhưng tôi chưa biết tên ông. Tiểu thơ hãy gọi tên nào mà tiểu thơ yêu mến nhất, để tôi nghe được những âm thanh xuất phát từ đáy lòng. Âu Thiên Vũ. Âu Thiên Vũ. Ông cũng biết tên Âu Thiên Vũ. Trong những ngày hành khất mỗi nơi, tôi có gặp một gã ăn mày mang tên Âu Thiên Vũ. Hắn có dạy cho tôi bài ca tống biệt, dùng để đưa tiễn một người yêu. Bài ca tống biệt. Xin tiểu thơ hãy nán lại phút giây để đóng trọn vai trò, để nghe tôi hát trọn bài ca tống biệt. Ta đưa tiếng ai bước lên xe qua về đâu, giờ đôi nơi tiếng đưa người nghe sầu. Dâng mây trời ơi, những âm thanh quen thuộc như đưa tôi ngược dòng thời gian trở về dùng kỳ. Còn sống sót sau những ngày dài đau khổ, nhưng nếu hắn có chết đi rồi, có nghe được những lời này chắc cũng ngậm cười nơi chín xuôi. Ông ơi, nếu người ấy chết đi, chắc đã chết trong nghẹn ngào tức tôi, vì không nghe được những lời tôi người con gái sáng sông, thì bổn phận là phải lãng quên tình cùng. Nhưng đối với con người bạc phước đó, có quên chẳng là ngày tôi vĩnh biệt cuộc đời. Xin cảm ơn tiểu thơ đã giúp cho tôi tròn nguyện ước, giờ xin tiễn đưa nàng vui bước du. Giai trò ông mơ ước, ông cũng đã giúp tôi trút cạn lòng mình. Bây giờ xin vĩnh biệt. Hồ Như Thủy. Hồ Như Thủy. Nàng đã đi rồi về xứ là, tháng ngày qua tình cũ cũng xa.
giang hồ lê gót chân phiêu làng. Chợ đời thất thiêu một mình ta. Tâm tình trao những tiếng ca mộng mơ. Về đây cho lòng reo khúc quang ca. Về đây để đôi trái tim hiệp qua. Kìa trong lá rơi đầy sông. Đẹp như bức tranh nhiệm màu. Lặng nghe sóng reo mặt sông. Đẹp như khúc ca tình đầu. Kiều Phi Yến em ơi, khi đất nước mịt mờ khói lửa, anh phải lo cứu lấy vàng sang. Em yên lòng trở lại Triết Giang và đón đợi ngày vui. Kẻ đời chàng bến cầu tay bế con thôi. Cảm gánh nhọc nhằn và mỗi nỗi cô đơn, y như ngày thật đáng thương. Khi tắt lìa tình cha con, xa con năm tháng mỏi mòn, nhớ thương nghĩ đến đau lòng. Ôm con yên giấc ngủ nồng mà lòng giá xuống sang. Chiền trống rộn ràng chẳng nhất khơ bất phục hòa, đâu xa gì nguy nan. Em khép phòng quê chờ người trở lại, trong tháng ngày hoành quẻ đơn côi. Sam tư trong trở canh rồi, xin nhớ ngày chia phôi. Kiều Phi Yến. Lác đác rừng thu rụng lá vàng, ngựa hồng ruồi bước nèo hoang sang.
Cười lên em nhé, giờ tiếng biệt đừng để mi sâu, lệ chưa đầu theo gió ngựa che khuất bóng người đi trên mây dầm quang hà. Tiếp ấm con thơ với đôi mắt lệ nhòa, tiếng nhạc kêu sương âu sầu lại cuối trời xa. Rồi đây giữa núi rừng trùng điệp bao la, mùi hoa dài thoảng đưa trước gió. Chàng cứ ngỡ đó là hương tóc người yêu nơi miền quê cũ, đang mỏi mắt chờ ai ngoài muôn dặm biên thùy. Kiều Phi Yến, em vững lòng ở lại nuôi con, chờ ngày tái ngộ trong niềm vui chiến thắng. Kim Tùng ơi, có phải bây giờ là đang độ thu sang, sao em nghe lòng lạnh buốt như giữa ngày rủ tiễn mời chàng uống cạn, để nơi chốn xa trường ấm giả khắp chinh phu. Rồi đây khi cởi chiến bào nằm dưới ánh sao đêm, chàng hãy đọc lại mấy dòng thơ cũ. Tuy hòa xa trường quân mà tiêu, cổ kìa trống trường thành dục giá điểm giang, sương phủ trắng ngàn dâu ngoài nỗi con, ngàn dâu xanh ép một màu tình chàng ý thiếp ai sầu hơn. Kiều Phi Yến, anh đi. Lý Kim Tùng. Sắp tàn mình còn mong ai, nghe dế thang gieo niềm mu hoài. Người đi chinh chiến cách xa, để bao thương nhớ xót xa mấy thu qua. Chưa thấy Kiều Phi Yến. Kìa,
Lý Kim Tùng, chàng... Thưa bà, xin lỗi bà. Kẻ này dám leo tường vào đây để thăm con là ý nhi. Và tôi cũng trông thấy được mặt con. Xin bà thương cho phép tôi được ra đi mãi mãi. Khoan, hãy khoan, Lý Kim Tùng ơi. Thôi, bà ơi, tôi xin bà hãy nén đau thương. Ta đã vì tương lai hạnh phúc của đứa con còn thơ đầu. Để cho con sông giữa ngàn hoa nhung lụa, thôi xin bà hãy thu hết tiếng gan. Bà có biết tên bần tiện này là ai không? Ông muốn nói gì? Bà ơi, tôi là kẻ ra đi vào một mùa lá đổ và có người thiếu phụ ôm con nhỏ lệ bên cầu. Trời ơi, cuộc vật
đổi sao dời. Khi tôi trở về đây thì vợ tôi thuộc về kẻ khác, còn con tôi cũng thuộc về ai. Nhìn nhau chăng không, tôi sợ đứa con vô tội phải khổ đau. Khi nó biết được người mẹ nó trọn kính trọn yêu là một người lang tâm trắc nết lăng loàn. Ông nói rằng ông sợ con ông đau khổ nên ông không dám nhìn con nhìn vợ. Đúng như thế, thưa bà. Bà ơi, vì tâm hồn đứa trẻ thơ trong sáng như là viên ngọc bích thì tội tình chi chuốc lấy sự đau buồn. Thế nên dù nhớ thương tôi chỉ biết thơ thần hoài thêm, để được nhìn bóng dáng thân yêu ẩn hiện sau bức đêm thưa. Bà ơi, cơn từng cơn từ lầu cao vọng ra tiếng cười quen thuộc như xe nát tâm can. Tôi chạnh lòng chua xót cho cảnh gần nhau trong gang tấc mà như cách xa ngàn dặm hoang hà. Thôi bà hãy dằn đau vì tôi không can đảm làm gãy đổ sự yên vui. Không phải tôi nhẫn tâm với bà, nhưng đã lỡ rồi ta hãy bằng lòng với số kiếp. Số kiếp? Trời ơi, số kiếp gì mà chất chồng ngang trái, còn định mệnh gì mà gây lắm đau thương. Chỉ có kẻ đàn ông như Tùng mới có đủ kiên gan coi em như người xa lạ. Chứ còn riêng em dẫu rằng vì hạnh phúc con thương mà ngược dòng bến đồ, em chẳng làm sao quên được bản tình ca em tiễn đưa anh chinh chiến của năm tình đã lỡ chuyến rồi. Con đò năm trước có người khác đưa, tiếc chi bến cũ đò xưa gây thêm giông bão gió mưa ngập trời. Thôi giả biệt bà. Kim Tùng, Kim Tùng. Tại tôi không có quen nằm nệm. Đừng có nói xạo. Nệm ấm chăn êm là mọi người đều mơ ước, mà anh nói anh không có quen hả? Tôi nói thiệt. Anh nói không có thiệt. Nếu thiệt tình anh không quen nằm ngủ trong nệm ấm chăn êm thì anh đâu cần phải cố gắng học hành để
đừng có tưởng bở nghe. Vì anh cưới được tôi quá dễ dàng, anh mới lên mặt coi thường. Anh muốn gì anh nói đại ra đi. Nè, tôi nói anh có nghe không? Tại sao anh cứ yên lặng trầm mặc? Trời ơi, dù sao tôi cũng là con gái quan quyền. Anh muốn gì anh nói rõ ra đi. Đêm qua chốt động phòng, anh không thể để tôi ngủ trên giường. Còn anh nằm dưới đất hả? Vậy coi có được không? Tại tôi không quen ngủ chung, tôi nằm đây cũng được rồi. Cô là tiểu thơ nằm ở trên giường, thân tôi nghèo hèn thì nằm dưới đất. Đừng tưởng là tôi quá yêu anh, nếu không gì lỡ cái chuyện kia đó hả? Đừng hòng mà anh cưới được tôi. Hả? Cô nói lỡ chuyện kia? Lỡ chuyện kia là lỡ chuyện gì vậy? À, tôi nói cho anh biết nghe. Hồi đầu ba tôi nói, mà tôi đâu có chịu anh đâu. Nhưng lúc anh uống rượu á, cái tôi thấy anh đẹp trai quá nên tôi mới chịu anh cưới á. Chứ đừng có tưởng là anh ngon lắm à. Xin lỗi cô, tôi nghe thật là cay đắng, chứ có vui sướng gì đâu cô. Hả? Anh nói vậy là sao? Có nghĩa là anh chê tôi chứ gì? Không phải là tôi chê, nhưng mà tại vì tôi không xứng đáng. Sao nói vậy? Sao không xứng đáng chứ? Anh nè, bây giờ mình chưa có hợp với nhau, nhưng mà ăn ở riết rồi cũng phải hợp thôi. Lên giường ngủ với tôi đi mà. Cô ngủ đi mà, ngủ một mình cho nó rộng. Tôi không quen ngủ chung. Không quen ngủ chung mà tôi quen ngủ chung được không? Hả? Cô đã quen ngủ chung rồi à? Ý cô quen ngủ chung với ai vậy? Hả? Anh đừng có kiếm chuyện nói bậy bạ à nghe. Tôi nói tôi quen ngủ chung với má tôi được không? Bây giờ có chồng thì chồng phải ngủ chung với tôi. Tôi ngủ một mình tôi chịu không có được. Chịu không được? Chịu không quen hả? Tập riết rồi cũng quen thôi. Mà tôi có chồng thì chồng phải ngủ chung với tôi à. Nè, nói cho mà biết nghe, đừng có lên mặt hành hạ tôi à nghe. Trời ơi, vậy lên giường ngủ đi mà. Không vậy hả? Tôi ôm mền gói xuống đây tôi ngủ chung cho biết à. Tôi muốn ngủ chung à. Ý đừng mà cô hai. Sao lại đừng? Người ta nói thà chưa ăn thì còn dễ nhịn, chứ còn ăn đã quen thì nhịn không quen. Đêm nay đêm qua chốt động phòng, ai bước vào cuộc sống vợ chồng. Cái đêm tân hôn là một đêm diễm tuyệt. Diễm tuyệt là khi nào họ tha thiết yêu nhau. Trăng gối trăng xuống thì lúc nào mà trăng được. Nhưng mà anh phải nghe tôi, anh không nên cãi lại. Nếu anh chẳng bằng lòng thì để tôi lên tôi mét cha mẹ tôi cho coi. Trời ơi cô hai ơi, dù sao cũng là tình chồng nghĩa vợ. Cuộc sống trăm năm là duyên là nợ. Cô mà la lên nghe nó kịp dữ lắm. Thôi để từ từ tôi tập cho quen. Tôi nói cho biết nghe, nếu không có chuyện lỡ lầm thì anh đừng hòng mà đụng tới gót chân tôi. Chớ đừng nói chi tới cái chuyện làm chồng, đã được rồi rồi lại còn muốn đòi tiền. Trong việc này tôi có được cái gì đâu? Thì được vợ nè, không phải sao? Tôi đâu có dám đòi tiền đâu cô hai. Đòi đi, anh cứ đòi đi. Tôi là tiên nè, bộ tôi không đáng là tiên sao? Tôi muốn anh đòi tiên á thì anh phải đòi. Thôi cô hai à,
Tôi là thằng ngốc bán than, người ta dùng than để lót đàn mà đi. Anh nói vậy là sao? Lót đàn là sao chứ? Sao? Anh mà ngốc hả? Trời ơi, khôn quá cha, người ta mà dám nói ngốc. Ngốc mà biết liều mạng cưới con gái nhà giàu sang quyền quý. Trời ơi, có anh á, anh dùng người ta để lót đàn mà đi á thì có. Cô hai đừng có nói quan vậy mà tội cho tôi. Quan gì? Tội nghiệp cho anh đi, rồi ai tội nghiệp cho tôi? Trời ơi, có chồng mà ngủ như vậy thì còn ra thể thống gì nữa chứ. Anh hổng lên giường ngủ với tôi phải không? Tôi la lên cho cha mẹ tôi biết nè. Cha mẹ ơi, cô hai đừng có la mà. Tại vì tôi mắc cỡ mà. Trời ơi, đàn ông con trai mà mày đặt mắc cỡ. Đàn bà con gái người ta mới cần mắc cỡ đây nè. Tôi mắc cỡ thiệt mà cô hai. Mình chưa từng quen nhau, chưa yêu thương gì nhau, bỗng dưng lại đám cưới như vậy. Ngày đầu tiên phải mắc cỡ chứ cô hai. Sao tôi không mắc cỡ? Mà không, tôi cũng mắc cỡ chứ bộ. Cô hai nè, có phải hồi nãy cô hai nói tại cô hai lỡ nên cô hai mới chịu tôi phải hôn? Chứ sao? Cô hai lỡ gì vậy cô hai? Thì tại lỡ thì tại bị anh sai nên anh làm nhục tôi, nên tôi mới phải chịu á. Vậy bữa đó tôi sai, tôi có làm gì cô hôn cô hai? Là cha mẹ tôi bắt gặp, vậy mà anh còn hỏi đố tôi chi cho thẹn mặt con người. Tôi hỏi thiệt cô hai, tôi đã làm chi mà ra nông nổi? Anh làm mà anh hỏi tôi chi, có phải anh muốn chồng cho tôi giận? Sự thật phơi bày trước mắt mọi người, mà tại sao tôi vô được phòng của cô hai? Thì anh xô cửa anh vào, chứ còn gì mà hỏi tại sao? Nhưng mà cửa phòng cô hai chẳng cài sao mà tôi lại xô vô được cô hai? Thì người ta khiêng anh anh sai, anh vô khệnh khạng. Mà lúc đó cô hai biết gì không, mà sao cô hai vẫn làm thân? Lúc đó hả? Lúc đó tôi ngủ mê, làm sao tôi còn có biết gì? Anh mặc sức hung hăng vì cơn say của rượu. Trời ơi, chừng chợt tỉnh ra thì tôi đành nằm khóc một mình. Dập bướm ông, anh còn hỏi tôi chi? Cái chuyện xảy ra vô cùng tồi tệ. Vì bữa đó tôi quá say, say quá cần câu, tôi còn biết gì nữa đâu. Ý anh nói vậy là sao chứ? Tôi nói bữa đó tôi say, không biết trời trăng mây nước gì hết, say quá cần câu, tôi có biết gì đâu. Đồ đàn ông đảng hậu à, khi đã uổng nhụy qua trinh là ông bướm mặc sức bay đi, không còn nghĩ gì đến quá tàn quá heo. Cô hai à, cô hai đừng có khóc, cô hai đừng giận tôi nghe cô hai. Thôi đi, đợi con gái gìn giữ tiết trinh làm vàng ngọc
là để tặng chồng khi xuất gia. Anh say rượu làm khuấy động, đâu còn nghĩ chi tiết ngọc thương hương khi bươm chán ông trường. Đàn ông con trai thì có quyền đi trăng vàng nẻo đường, nhưng lễ giáo gia phong cứ buộc ràng người con gái mắt nhìn thẳng một hướng đường mà đi. Hèn chi trong đêm động phòng qua chút hôm nay, anh bỏ mặc tôi một mình dò dỗ. Nếu anh không thương thì anh nói với cha mẹ tôi đi bỏ, chớ hành hạ tôi chỉ mang cái cánh đoan trường. Tôi gian cô mà, bác phủ với cha tôi xưa cũng là bạn. Gì? Anh gọi cha tôi là bác thôi đó hả? À, không, không. Tại tôi quen miệng, lần lần tôi tập lại mà cô hai. Mọi việc phải bắt đầu tập liền ngay bây giờ, chứ không có hẹn lặng hẹn lửa gì nữa hết á. Tôi đã bắt đầu tập rồi đó chứ. Đêm nay tôi đã tập ngủ chung với một người con gái ở chung phòng. Rồi lần lần quen, tôi sẽ tập ngủ chung giường. Ờ, anh nói vậy thì tôi tạm nghe vậy, chứ mai mốt mà cũng vậy hả? Tôi mét ba mẹ tôi cho coi à. Cô hai à, chuyện vợ chồng chỉ nên thủ thỉ với nhau, sao mỗi chút là mỗi đem ra làm phiền cha mẹ. Cha mẹ sống cả đời lo chăm nuôi con trẻ nay đã lớn khôn, xin đừng làm cha mẹ đau buồn. Con rể có hiếu ha. Anh nói thì nghe cũng được đó, nhưng bây giờ chuyện mình anh tính sao đây? Thì tôi nói rồi, cô hai để tôi tập lần lần. Vậy hen, chắc ăn à nghe. Dạ. Buồn ngủ quá. Vậy cô hai lên giường nằm ngủ đi. Ôi, sao em lạnh quá à? Tập ôm em đi. Để tôi lấy mền đắp cho cô hai nha. Ý, đâu có được, anh phải ngồi đây canh tôi ngủ được không? Ôi, em lạnh quá à. Ôm vô, tập ôm đi. Ôm thân mật coi. Cô hai, cô hai. Dì còn làm gì đó? Sao dì chưa chịu đi? Dạ, tôi định bụng ủi xong lượt đồ này rồi tôi hãy đi cũng không muộn mà cô hai. Tôi không có cần, ba tôi đã nói hết với tôi rồi. Ba tôi thương dì, muốn tục quyền với dì, nhưng mà tôi phản đối. Vì gia đình bên chồng tương lai của tôi á, lại là một gia đình danh gia vọng tộc, họ không chấp nhận ba tôi đi cưới vợ, lại là một bà vú nuôi, người ở mướn. Ba tôi lánh mặt á là để cho dì đi đó, dì hiểu chứ? Còn nấn ná ở đây để làm gì? Cô hai nói ít tôi hiểu nhiều, sở dĩ tôi muốn nấn ná ở lại đây một chút là vì cô hai. Vì tôi là người nuôi vú cho cô hai, nói thì quá ra tôi nịnh, nhưng thiệt tình
Tôi thương cô như là con đẻ của tôi vậy. Cảm ơn dì, nhưng tiếc rằng dì không phải là mẹ đẻ của tôi. Đành vậy cô hai à, rồi một ngày kia cô sẽ thành gia thất cùng với Dương Hai có một mụn con. Khi bồng đứa trẻ sơ sinh nằm gọn trong lòng, tia mắt hồn nhiên cũng thâm trầm tình mẫu tử. Đó là những bà mẹ ngày nay thường nuôi con bằng sữa bò sữa bô. Hương chi thời xuân xanh tôi phải ăn cơm đỏ muối tiêu để tạo bầu sữa ngọt. Trong khi tâm thân đã tiều tụy tình cảm của một bà vú với tình cảm của một bà mẹ. Dì hiểu mà, dì hai. Không bao giờ tôi lầm lẫn đâu cô hai à. Nhưng phần tôi vô phước sinh con mà không nuôi được, nên đối với cô tôi phải tự nhủ lòng. Dù coi cô như là nấm ruột cô 4 tuổi, ông bà biểu cho cô thôi bú, buộc lòng tôi phải thoa dầu lên đầu vú, luộc hột gà quăng dưới sàn để cho cô lượm cô ăn. Có lần cô nhớ sữa khóc thét lên, tôi lén bồng cô ra giường cho bú lại. Cô hai ơi, con của người ta mà người ta còn dứt sữa, không phải con mình mà mình chịu cực. Du nói xong chưa? Chuyện cũ cứ nhắc lại hoài nghe chán muốn chết hả? Dạ, dạ tôi nói xong rồi. Xin phép cô tôi đi. Mà quên nữa, hồi nãy cậu Tấn có nhờ tôi đưa cái thơ này cho cô và dặn là cô phải đọc cho thật kỹ đó. Cái thằng cứ quan trọng quá vấn đề. Dạ, thì tại cậu dặn tôi vậy đó. Cảm ơn dì. Mà khoan đã, dì chờ tôi đọc thơ rồi hãy đi. Chắc nó muốn xin tôi cho dì thêm tiền để về quê sinh sống chứ gì. Để coi nó muốn gì tôi làm luôn một thể, cho khỏi tốn thời gian gọi dì đi tới đi lui. Sài Gòn, ngày 21 tháng 10 năm 1952. Tấn, con trai của má. Ủa? Đâu phải nét chữ của thằng Tấn? Đây là nét chữ của má tôi mà. Ba
con và bác sĩ giấu má. Nhưng má biết mình không còn sống được bao lâu nữa, nên má viết thư này để trăn trối cho con biết vài điều quan trọng mà má đã giấu kín. Hồi đó ba má sống với nhau lâu rồi mà không có con. Đi coi bói, thầy bói nói nếu sinh một đứa con nuôi thì má mới thuận sanh và gia đình ta mới làm ăn phát đạt. Thời mai có một người đàn bà nghèo đến cho má một đứa con gái của bà ta. Đừng cô hai ơi, cô đừng có đọc nữa cô ơi. Má buộc người mẹ phải làm giấy cam đoan suốt đời không được nhìn nhận con, và ngược lại má bằng lòng cho bà ta nuôi vú đứa trẻ kia cho đến ngày khôn lớn. Người mẹ cho con kia là dì hai ở vú, còn đứa bé gái kia là con Thanh. Từ đó gia đình mình làm ăn phát đạt. Hai năm sau má mới sinh ra con. Tân ơi, con chỉ nói sự thật, khi nào chị hai con thành gia thất và phải luôn yêu thương kính trọng bà Vú và chị Thanh con như ruột thịt, má sẽ ngậm cười nơi chính số. Vĩnh biệt con trai cưng của má. Trời ơi, vì hai nuôi dung là má ruột của tôi. Má, má là một đứa con bất hiếu, má hãy tha tội cho con nghe má. Không, không đâu cô hai. Cậu Tấn sợ tôi bị đuổi nên cho người mạo thơ gạt cô hai đó. Không phải vậy đâu cô hai ơi. Má ơi, dòng sữa ngọt của má đã nuôi con đến ngày khôn lớn, thì lẽ đâu trái tim con lại khô cạn máu thâm tình. Con đã vô tình sự giàu sang vay mượn của người ta, để cho con không tròn đạo hiếu. Không, không đâu cô ơi. Không, má nhất định không nhìn cô sao má. Xin má đừng dùng tiếng cô hai để gọi con nữa. Cô lại má mà. Không cô hai, tôi lúc nào cũng là người nuôi vú cho cô hai. Tôi sung sướng được nhìn cô sống thảnh thơi trong sân giàu. Con như một loài hoa chùm gửi sống bám vào một gốc cây thân to tàn sông. Sự tư mình vĩ đại nhìn lao say yêu đuối mong manh với ý niệm khinh thường. Con bất hiếu như người đang sống, đứa con bất hiếu, trong khi vô tình con là
làm khổ ba nhiều hơn. Gặp món ăn mà ba thích, thằng Tấn còn biết mua về. Còn con, tôi kêu ma bằng gì hay? Nhưng trong thâm tâm con xem ma là người ở mương, mà con có quyền sai bảo rầy la. Con của ma, má đã len lén kêu nho nhỏ tiếng con với tất cả tình thương của người mẹ. Nhưng tiếng con tha thiết của má từ đây con sẽ không còn nghe nữa, vì má phải lánh xa con. Má đi chôn giấu cái cội nguồn không rực rỡ. Không, không đâu má ơi. Để cho con khỏi bị bên chồng khinh rẻ thì hạnh phúc tình duyên của